Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào là chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Ngày hôm nay trong cái video này đó quý vị, Thùy Dương sẽ chia sẻ tiếp nội dung trong quyển sách Trước khi bão lụt tràn tới của tác giả Phạm Cao Dương về Bảo Đại, Trần Trọng Kim và Đế quốc Việt Nam. Riêng Trần Trọng Kim, trong hồi ký của ông cũng nói về vấn đề bù nhìn hay không bù nhìn này. Ông viết, sao thấy có người, hoặc vì tuyên truyền, hoặc vì không biết rõ sự thật nói. Chánh phủ Trần Trọng Kim là một chánh phủ bù nhìn, ý nói là chúng tôi ra làm việc để bọn Nhật sai khiến. Tôi dám cả tiếng bác lời nói đó. Và ông kể thêm, lúc đầu người Nhật có ý muốn đòi khi chính phủ Việt Nam có làm việc gì quan hệ, phải hỏi trước tối cao cố vấn có thuận mới được làm. Tôi bác đi. Viện lẽ việc nội trị là việc chúng tôi, lẽ nào lại phải xin phép rồi mới được làm? Người Nhật đã đứng vào địa vị cố vấn, khi nào có việc hệ trọng, chúng tôi sẽ cho biết là đủ. Lúc ấy cũng được ông Yokoyama, người thạo việc ngoại giao và am hiểu tình thế, nên mọi việc đều được êm ái và ổn thỏa. Về sự lựa chọn các bộ trưởng, Trần Trọng Kim cho biết là ông được hoàn toàn tự do lựa chọn. Người Nhật không bao giờ hỏi ông là những ai được lựa. Vì vậy, khi ông vào cung trình danh sách các vị này lên Hoàng đế Bảo Đại gặp Yokoyama ở đó, Yokoyama đã xin được xem danh sách. Điều này chứng tỏ viên tối cao cố vấn Nhật này chưa được biết trước danh sách gồm những ai. Phạm Khắc Hòe, trong hồi ký của ông này cũng kể lại tương tự nhưng với ngụ ý cho đó là một sự tình cờ cố ý của Yokoyama nhằm kiểm soát lại. Có điều nếu mãi đến lúc đó và sau khi danh sách đã được trình lên và đã được hoàng đế chấp thuận rồi, Yokoyama mới xin xem thì đã quá trễ vì trước mặt nhà vua viên đại sứ này khó có thể đòi thay đổi được. Hơn ai khác, Yokoyama phải hiểu điều này. Người ta cũng cần phải nhớ là, như đã nói ở trên và sẽ nói lại trong bài kế tiếp, Phạm Khắc Hòe lúc đó đã ngã theo Việt Minh và đã hoạt động cho tổ chức này rồi. Cũng theo Trần Trọng Kim, vua Bảo Đại sau này đã nói với một phóng viên người Pháp là người Nhật thấy chúng tôi ương ngạnh quá, tỏ ý tiếc đã để chúng tôi ra làm việc. Một nhân chứng có thẩm quyền khác cũng cho biết về sự tự do, lựa chọn của Trần Trọng Kim và sự không can thiệp của người Nhật. Nhân chứng này là Hoàng Xuân Hãn. Trả lời câu hỏi ai là người trách nhiệm những tên có trong danh sách nội các của nhà văn Thụy Khuê, Hoàng Xuân Hãn nói, thật ra cụ Trần Trọng Kim với tôi trách nhiệm những tên có trong nội các, và ông giải thích thêm, tôi chọn trong đám những người tôi quen và với cái ý là người Nam, người Bắc, người Lương, người Công giáo, không kể dân Tây, dân ta, không lấy những người cũ đời xưa. Những ý ấy thì ông Bảo Đại thích lắm. Đúng ý của ông ấy hết cả. Nội các có ông Lưu Văn Lan. Hồi ấy tôi cử ông Lan làm bộ chính. Ông Lưu Văn Lan dân Tây, người Việt dân Tây cũng không nề hà gì cả. Cho nên Trần Văn Chương dân Tây ở Bộ Ngoại giao, Dr. Anh ở Bộ Y tế, hình như cũng dân Pháp, còn Lưu Văn Lan dân Pháp thì tôi biết. Chỉ có mình ông ấy từ chối không về, vì ông ấy nói nhiều tuổi rồi, sự thật thì ông ấy cũng nhiều tuổi. Cũng nên biết thêm là những người này được mời theo lối khẩn cấp từ phía nhà vua. Cũng theo lời kể của Hoàng Xuân Hãn về sự diễn biến của công việc thành lập nội các này, nguyên văn như sau. Đến lúc lập nội các, định đặt những ai, ai thì vấn đề đặt ra là thì giờ. Mời chúng tôi vào ngày 1 tháng 4 năm 1945, mà đến bấy giờ đã gần 3 tuần rồi, gần 20 tháng 4 mà cũng không có nội các gì cả. Cụ Kim bàn với tôi, bây giờ mà hỏi ý kiến từng người một, cái thì giờ người ta trả lời, lại có người nhận, người không, kéo chưa biết đến lúc nào. Bây giờ dùng một cách de Ganger gọi là ông Bảo Đại lập nội các, có những tên này, rồi ai từ lúc ấy từ sau? Chuyện người Nhật can thiệp hay không vào việc lập nội các Trần Trọng Kim như vậy là quá rõ ràng. Cũng vậy với sự kiện Trần Văn Chương được chỉ định làm phó thủ tướng hay nội các phó thủ trưởng.
Sự chỉ định này theo Trần Trọng Kim được căn cứ trên tuổi tác vì ông này là người lớn tuổi hơn cả và được cả nội các ưng thuận chứ không phải do người Nhật bắt như lời đồn. Cuối cùng, một nguồn tài liệu khác có thể cho người ta biết ít nhiều về dư luận của người trong nước đối với Bảo Đại, Trần Trọng Kim và chính phủ của hai ông. Đó là báo chí đương thời, xuất bản ở miền Bắc từ các tờ Đông Phát, Ngày Nay, Thanh Nghị, Tri Tân, Trung Bắc Chủ Nhật, Hải Phòng, Nhật Báo, Dân Mới, Dân Sinh, Tân Việt Nam, Quốc Gia. Trong thời gian này, đều có những tin tức hay bài nhận định có tính cách tích cực và thuận lợi về Bảo Đại, Trần Trọng Kim và chính phủ của ông. Nguồn tài liệu này cho tới khi những dòng này được viết chưa được khai thác triệt để. Dầu cho Bruce, Max Fallon, Lockhart đã dành riêng một mục dưới tiêu đề Bảo Đại, Trần Trọng Kim and the Press trong chương 8 trong tác phẩm của ông, qua những bài viết rất thuận lợi cho chính phủ đương thời. Riêng Bảo Đại, theo Max Fallon, Lockhart, còn được một bài báo ca tụng như một minh quân. Ở đây người viết chỉ nêu thêm một vài trường hợp điển hình qua các tuần báo chính có giá trị lâu dài của thời bấy giờ là Trung Bắc Chủ Nhật, Thanh Nghị và Tri Tân. Trước hết là tờ Trung Bắc Chủ Nhật số 243 ra ngày 8 tháng 5 năm 1945. Ngày chính phủ Trần Trọng Kim chính thức trình diện ở Huế đã ấn hành một số đặc biệt với hình một cuộc biểu tình mừng độc lập của Võ An Ninh đăng trên trang nhất và 5 bài với nhan đề Một kỷ nguyên mới, nội các Trần Trọng Kim, nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, chính kiến của ông Trần Trọng Kim, học giả có khác với chính kiến của ông Trần Trọng Kim, tổng lý nội các không? Một quốc gia mới thành lập cần phải được thừa nhận, trưng cầu ý kiến về việc tổ chức chính thể Việt Nam. Kèm theo ảnh của Trần Trọng Kim và của ba bộ trưởng Phan Anh, Vũ Văn Hiền và Hồ Tá Khanh. Không cần đọc chi tiết, những đề tài được lựa chọn đã cho người ta thấy cái thái độ tích cực nhưng dè dặt và thận trọng của tờ báo đối với nền độc lập của quốc gia ở thời điểm này với nội các Trần Trọng Kim và cá nhân của vị nội các tổng trưởng. Rõ ràng hơn nữa là tờ Ngày Nay số 1 Kỷ Nguyên Mới ra ngày 5 tháng 5 năm 1945, tái bản sau 5 năm vắng mặt qua bài xã luận nhan đề Nội các Trần Trọng Kim bắt đầu làm việc của Hoàng Đạo. Trong bài này, tác giả của Bùm Lầy Nước Động trước vành móng ngựa 10 điều tâm niệm viết: ông Trần Trọng Kim là một bậc lão thành, các vị thượng thư mới lại là những người thượng lưu trí thức, có bằng cấp cao, có tài cán nhiều. Nội các đầu tiên của nước ta có cơ vững lái tay chèo trong cơn sóng gió, và ông kết luận công việc to tát, nhiệm vụ nặng nề, nhưng khắp nước Việt không một người dân Việt nào không đặt hết hy vọng vào nội các để nội các làm trọn được phận sự thiêng liêng trong giờ khắc nghiêm trọng này. Không một người dân Việt nào không ủng hộ và tín nhiệm nội các, và ai nấy cũng trông thấy rõ ràng hiện giờ nhiệm vụ thiêng liêng của quốc dân Việt Nam là tước bỏ hết những chia rẽ nhỏ để đoàn kết chặt chẽ thành một khối không có sức mạnh nào phá nổi. Trước đó, ngay ở trang đầu, cột đầu, bên cạnh lời cáo bạch Ngày Nay Sống Lại khi tóm tắt những biến cố chính liên hệ tới nền độc lập của Việt Nam, tạp chí này đã nhắc tới lời tuyên bố ngày 11 tháng 3 năm 1945 của Thủ tướng Nhật Bản Koiso: nước Nhật sẽ hết sức giúp đỡ dân tộc Việt Nam để thực hiện nền độc lập. Thông cáo ngày 12 tháng này của nội các Nhật, chính phủ Nhật không có một tham vọng về đất đai nào đối với Đông Dương và sẽ giúp đỡ Đông Dương được theo lý thuyết tuyên bố trên tờ thông cáo chung cho các nước Đại Đông Á và tuyên bố ngày 22 tháng 4 của Hội nghị Đại Đông Á, sẽ tận lực giúp đỡ các dân tộc Việt Nam, Cao Miên và Ai Lào thực hiện nền độc lập. Ngoài ra, để gợi ý cho chính quyền mới, cũng tác giả Hoàng Đạo trong một vấn đề, nhà văn này đã đưa ra 3 công tác hệ trọng cần phải được làm là: thứ nhất, thống nhất nước Việt Nam, đúng hơn là thống nhất lãnh thổ. Thứ hai, củng cố địa vị quốc tế của nước Việt. Ở đây là làm sao Việt Nam được nhiều nước khác công nhận là một nước độc lập, bắt đầu bằng một hiệp ước giao hữu giữa ta và Nhật. Tiếp theo là thiết lập ban giao với các nước láng giềng đã được độc lập và đặt các tòa lãnh sự ở Thái Lan, Miến Điện, Phi Luật Tân,
Trung Hoa, Mãn Châu. Thứ ba, ở trong nước, nhiệm vụ hệ trọng nhất của nội các là thực hành khẩu hiệu dân vi quý mà Đức Bảo Đại đã nêu cao trong đạo dụ số 1 của Ngài bằng cách chiêu tập một đại hội nghị toàn quốc để đi đến một hiến pháp. Trong thời gian chờ đợi mà ông cho là khá lâu dài và còn nhiều khó khăn, nội các có nhiệm vụ phát họa những chương trình kiến thiết và cải cách. Dựa vào quyền tối cao của đức vua và những nhu cầu xác đáng của dân chúng để trình đại hội nghị, cuối cùng là việc tiếp tế gạo ăn cho dân chúng từ Vinh trở ra, một vấn đề cần được giải quyết trước mọi vấn đề khác, cả vấn đề chính trị và văn hóa. Tờ Tri Tân hai số 185-186 hợp làm một, ra ngày thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 1945. Hai ngày sau khi nội các Trần Trọng Kim được chính thức trình diện dưới hình thức một đặc san Tri Tân với chủ đề Việt Nam Giải Phóng được in lớn như tên của một cuốn sách đã đăng bài gửi độc giả, xác định rõ lập trường đóng góp của mình như sau. Đến nay đứng trước thời cuộc, ngoài việc ôn cố, chúng tôi cũng cần phải làm việc Tri Tân để hưởng ứng với việc giải phóng mà quân đội Nhật Bản đã vì chủ nghĩa Đại Đông Á giúp nước Việt Nam mở một giai đoạn mới trong lịch sử. Bản chí đã có chút an ủi là làm việc của mình có lẽ đã được đôi chút ảnh hưởng vì từ Nam ra Bắc, phong trào lịch sử thật đã bồng bột khác nào như ngọn lửa bùng cháy vậy. Căn cứ vào cái đích mà chúng tôi đã nhằm trong bao năm, ngày nay bản chí sẽ theo một thể tài mới để phụng sự tổ quốc. Làm tên phu gánh gạch, khiên voi trong việc xây đắp nền tảng độc lập. Bản chí xin trông mong ở lòng tín nhiệm và sự cộng tác của các bậc trí thức cùng các nhà ái quốc để làm hết phận sự một cơ quan mà tôn chỉ là phụng sự tổ quốc. Những bài khác có nội dung khác nhau nhưng cùng hướng về chủ đề Việt Nam giải phóng, góp phần xây dựng một cách vô cùng tích cực như ngày xưa khi mới độc lập nước ta sắp đặt công việc ra thế nào của Ứng Hòa Nguyễn Văn Tố thuộc Trường Viễn Đông Bát Cổ, cuộc phỏng vấn của Tri Tân, ông Nhượng Tống với Việt Nam Quốc Dân Đảng của Phạm Minh Phan, lời chào cờ của Thi Nham, thanh niên trước cuộc giải phóng của đất nước của Phạm Mạnh Phan, việc học độc lập của Nguyễn Phường. Những bài viết không chỉ để ca tụng việc giải phóng mà còn hướng tới việc củng cố, xây dựng nền độc lập và tương lai lâu dài của dân tộc. Riêng trong bài phỏng vấn Nhượng Tống, nhà lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng đã cho biết lập trường của đảng trong giai đoạn mới này như sau. Ngày trước người Pháp đàn áp chúng tôi thì chúng tôi phải lẫn trong bóng tối, nên chúng tôi được tự do hành động. Công việc của đảng chúng tôi mong hợp nhất với đảng quốc gia để lãnh đạo cho quần chúng trong công việc nhận biết lấy nghĩa vụ và quyền lợi của một người công dân để giúp đỡ chính phủ quốc gia cùng giám đốc các quan lại trong mọi công việc kiến thiết. Làm như vậy để mong nâng cao được trình độ sinh hoạt và tinh thần của đại đa số dân chúng. Việc hợp nhất ấy cơ hồ đã thành sự thực. Một dân tộc khi phục sinh bao giờ cũng trông ở một quốc hồn mạnh mẽ. Khi quốc hồn đã mạnh mẽ thì sự đồng tâm sẽ được hết thảy các con nước. Nói đến đây ông căn dặn, ông nhớ gạch chữ con nước rồi ông tiếp. Hết thảy các con nước coi là thiêng liêng, cho nên trông thấy sự hy sinh, sự cố gắng, một lòng một dạ. Sự một lòng một dạ của các anh em chân chính ái quốc đứng trước công việc lợi ích chung trong lúc này, tôi rất lấy làm lạc quan. Tôi quả quyết tin rằng với sự đồng tâm ấy, dân tộc Việt Nam ta đã bước sang một giai đoạn mới trên đường tiến hóa. Qua những câu trả lời của Nhượng Tống, ta thấy rõ ràng là khác với Việt Minh là đảng ngay từ đầu. Chưa biết ớt giáp gì đã chống lại chính quyền của triều đình Huế và nội các Trần Trọng Kim bằng cách đánh phủ đầu, buộc tội cả hai là Việt gian, tài sai của Nhật. Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chủ trương tích cực hơn, xây dựng hơn nhằm hợp nhất với đảng quốc gia để lãnh đạo cho quần chúng trong công việc nhận biết lấy nghĩa vụ và quyền lợi của một người công dân, để giúp đỡ chính phủ quốc gia cùng giám đốc các quan lại trong mọi công việc kiến thiết. Nói cách khác, chính phủ Trần Trọng Kim tuy không có sự trực tiếp tham gia của các chính đảng, nhưng gián tiếp đã được Việt Nam Quốc Dân Đảng, chính đảng có uy tín nhất đương thời, từ phía nhân dân ủng hộ. Tờ Thanh Nghị cũng ra số đặc san chính trị thay cho số 107,
ngày 5 tháng 5 năm 1945, một ngày sau khi nội các Trần Trọng Kim họp phiên họp đầu tiên với đầy đủ các bộ trưởng. Ba ngày trước, ngày nội các này ra mắt quốc dân với nội dung tập trung vào vấn đề xây dựng nền độc lập. Với các bài căn bản như bài xã luận, những điều kiện để xây dựng nền độc lập, ký tên thanh nghị, tức tên tờ báo. Nhiệm vụ của chính đảng trong việc xây dựng nền độc lập của Vũ Đình Hòe, công dụng chính trị của Nghiệp Đoàn, nạn dân đói của Nghiêm Xuân Yêm, nhiệm vụ của thanh niên với tổ quốc của Đinh Gia Trinh. Nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập của VH, đạo dụ số 1 của Đức Bảo Đại Hoàng đế của luật sư Bùi Tường Chiểu. Ngoài ra tờ báo còn cho đăng bản tuyên ngôn của Tân Việt Nam Hội. Qua những bài viết kể trên, ta thấy các tác giả nhấn mạnh đến việc làm chính mọi người phải làm. Qua những bài viết kể trên, ta thấy các tác giả nhấn mạnh đến việc làm chính mọi người phải làm là củng cố nền độc lập bằng cách hăng hái và quả quyết muốn độc lập, hăng hái và quả quyết phấn đấu để được trao giả những quyền hành đã rời ở tay quân thù nhưng hiện ta chưa nhận được. Muốn vậy, cũng theo các tác giả, có 3 công tác trọng yếu cần phải làm. 3 công tác này gồm có: thứ nhất, tổ chức sự đoàn kết của dân chúng bằng cách thành lập các chính đảng và đoàn kết trong phạm vi nghề nghiệp dưới hình thức các nghiệp đoàn. Thứ hai, phải có một chính phủ độc lập để rứt hẳn chế độ cũ, để trên trường quốc tế chấm một dấu đoạn tuyệt với chính sách thực dân tàn bạo của người Pháp, để xóa hết hoài nghi trong những bộ óc nhu nhược và gây cho mọi người sự quả quyết tiến bước trên con đường giải phóng. Mặt khác, chiến sự có thể dồn dập một cách nhanh chóng và đột ngột. Nếu chúng ta không có một cơ quan chính thức sẵn sàng để lúc ấy có đủ tư cách ngoại giao mà lên tiếng, dầu là tiếng nhỏ, tiếng bé. Dầu là tiếng nhỏ bé trong các hội nghị quốc tế thì quyền lợi của ta có thể bị quên lãng và hy sinh. Nói cách khác, cần phải có một chính phủ hợp pháp để có thể đối phó với tình thế khi chiến tranh đột ngột chấm dứt, Nhật bị bại trận, quân đồng minh kéo vào và người Pháp trở lại. Thứ ba, tổ chức thanh niên để gây một lực lượng phấn đấu có thể bảo vệ nền độc lập trong những tai biến không biết chúng xảy ra lúc nào và để luyện một bọn tướng sĩ sẽ cầm đầu trong cuộc cải tạo quốc gia sau này. Chính phủ hợp pháp ở đây là chính phủ nào nếu không phải là chính phủ Trần Trọng Kim mà hai luật sư Phan Anh và Vũ Văn Hiền sẽ bảo vệ sau này, để kết luận tờ báo viết. Hiện ta đã có một chính phủ, hiện ta cũng đã có những nhóm chính trị và một vài giới đã hợp thành nghiệp đoàn. Đó là những dấu hiệu có thể gây mối lạc quan. Nhưng mọi tổ chức thảy đều mới thành lập và mới bắt đầu hoạt động. Con đường còn dài và đầy khó khăn. Mọi người, chính phủ và các đoàn thể dân chúng phải quả quyết và bền chí nỗ lực bước dẫn. Những bài viết kể trên cho thấy phần nào sự hiểu biết, tầm nhìn, viễn kiến và quan điểm chung của giới trí thức trẻ nhưng đã trưởng thành đương thời về những công việc mọi người phải làm vào lúc đất nước bất ngờ, được độc lập và còn phải trải qua nhiều chông gai, nguy hiểm khó lường mà người thường nhất thời không thấy được. Điều khác hẳn với cách nhìn của Việt Minh và các người Cộng sản, luôn luôn không chấp nhận chế độ hiện hữu và chủ trương lật đổ nó bằng bất cứ giá nào để cướp chính quyền. Về phía các tác giả Việt Nam ở hải ngoại, Vũ Ngự Chiêu là người đầu tiên nghiên cứu về thời kỳ này tương đối kỹ càng và có phương pháp dựa trên các tài liệu đủ loại, nhất là các tài liệu lấy từ văn khố Pháp hay các sách báo đương thời, hay chỉ vì sử dụng những tài liệu mang nặng tính cách tuyên truyền. Theo ông, tài liệu chính thức của Cộng sản Việt Nam và các học giả thường hạ thấp giá trị những kế hoạch của chính phủ Kim như cải cách giấy hay độ lượng hơn, chỉ thuần là những tuyên cáo về ý định của chính phủ. Từ thời điểm này của lịch sử nhìn lại, trong 4 tháng cầm quyền, chính phủ Kim chỉ có thì giờ ban hành hết vụ này qua sắc luật khác và những cuộc cải cách ấy có rất ít ảnh hưởng đến đám đông. Tuy nhiên, các kế hoạch của Kim xứng đáng được nghiên cứu đầy đủ hơn những lời nhận định sơ sài trên. Các kế hoạch của chính phủ Kim phản ánh quan điểm tổng quát của giới thượng lưu và trí thức về một nước Việt Nam không ảnh hưởng Pháp ở cao điểm của chủ thuyết Đại Á và tinh thần quốc gia Việt Nam. Hơn nữa, trái ngược với niềm tin phổ quát, Kim và các cộng sự viên phần nào thực hiện những chương trình trên
Bởi thế, các kế hoạch của Kim xứng đáng được nghiên cứu vào sâu chi tiết và trên vị thế lịch sử của chúng. Tuy nhiên, một điều ta cần để ý là các văn bản chánh trị, hành chánh như các đạo dụ, sắc, chỉ đều là những mệnh lệnh của nhà vua trong chế độ quân chủ chuyên chế, có hiệu lực tức thì mà mọi người, bất kể ai, đều phải long trọng đón nhận và tuân hành. Không tuân hành là mang tội nặng. Tùy theo bản chất đó có thể là những đạo luật làm căn bản cho mọi sinh hoạt, liên hệ ở trong nước và tồn tại lâu dài, như vụ số 10 của quốc trưởng Bảo Đại sau này. Đi xa hơn, Lê Xuân Khoa đã khẳng định là không riêng Trần Trọng Kim mà luôn cả Bảo Đại không phải là bù nhìn của Nhật và nền độc lập của Việt Nam, dù chưa hoàn toàn, vẫn là một thực tại chứ không phải là bánh vẽ, nhất là so với những điều kiện của quốc gia tự do và viễn tưởng thống nhất mơ hồ, như Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946 mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phải ký kết với cao ủy Bồn Lê. Kính thưa quý vị, nội dung trong cái phần số 5 của quyển Trước khi bão lụt tràn tới xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe phần chia sẻ này của Thùy Dương. Hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like, và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những phần tiếp theo của Thùy Dương nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.